Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả bài thơ Người đốt lò lịch sử, tác giả Lê Hồng Thuận, qua giọng đọc của nghệ sĩ Phạm Tuyên. Xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khán thính giả cùng thưởng thức. Bác tái cử thỏa lòng dân mong đợi, quê hương mình nhất định sẽ vươn lên. Cờ tung bay phấp phới khắp ba miền, ý đảng lòng dân đã hòa chúng nhịp đập. Mới đầu năm tin vui về dồn dập, đánh Covid giành thắng lợi bước đầu. Dẫu khó khăn kinh tế vẫn tăng đều, cả thế giới nhìn Việt Nam thán phục. Vẫn còn đó nhiều gian nan thử thách, giúp đảng dìu dân vượt thác lên ngàn. Làm khắc tinh bất diệt lúc quan tham, dẫu biết bác tuổi sắp ngang đầu tám, nhìn tuổi tác lại càng thương bác lắm. Tài đức cao chẳng ai dám so bì. Cuối nhiệm kỳ vượt ngưỡng cổ La Hy, sức khỏe bác khiến toàn dân trăn trở. Một tay bác luôn gồng mình chống đỡ, giặc bên ngoài núp danh nghĩa đầu tư. Thấy dân mình còn lắm những thói hư, chúng diễn biến tung tiền nhằm lung lạc. Chống tham nhũng dân cậy nhờ vào bác, họ hài lòng khi thấy bác thẳng tay. Cùi nhỏ cùi to dấu ướt cũng đốt ngay, không vùng cấm tất cả đều bình đẳng. Nền kinh tế đang trong thời mở cửa, mời bạn bè quốc tế đến đầu tư. Nhưng tránh sao những thói xấu tật hư, nếu không tỉnh sẽ nhiều người xa ngã. Trên thế giới nhiều quốc gia trả giá vì chủ quan nóng vội muốn giàu nhanh. Gọi đầu tư bất chấp luật cạnh tranh, hàm giá rẻ để bây giờ ôm hận. Nhiều quốc gia gán công trình trả nợ, chẳng khác gì dâng đất biếu ngoại bang. Chủ đầu tư đưa dân họ tràn sáng, mất tự chủ kêu trời trời chẳng thấu. Nhiều bài học trả giá bằng xương máu, từng xảy ra trên khắp cả ba miền. Nhiều công trình kiểu mì gói ăn liền, thiết kế vội, thiếu kiểm tra giám sát. Thời gian qua lòng bác như muối sát, bởi nhiều đường quán lộ quá nhanh. Họ trưởng thành qua thử thách chiến tranh, nhưng gục ngã trước đồng tiền quỷ ám. Nhiều công bộc từng một thời đình đám, nói và làm đều khẳng khái vì dân. Bất kỳ đâu nhiệm vụ dấu khó khăn, quyết sống sáo để lập nên công trạng. Khi thành danh ích kỳ dần ló dạng, mộng làm giàu họ liên kết thành phe. Thấy công trình màu mỡ lại nhắm nhe, giành bằng được dưới chiêu trò đấu giá. Trên chính trường họ nhiệt tình thái quá, học bác Hồ diễn thuyết nói rất hay. Nhưng việc làm thấy khó lẫn trốn ngay, xuống cơ sở luôn chỉ tay năm ngón. Nguyện vọng của dân nói ra còn nhiều lắm, chỉ xin nêu vài hiện tượng điển hình. Ước mong sao bác thêm rõ sự tình, lên phương án giúp toàn dân nhóm lửa. Bác lãnh đạo đang dìu dân tiến bước trên con đường thẳng tiến tới tương lai. Đất Thăng Long sừng sững khối tượng đài, Nguyễn Phú Trọng người đốt lò lịch sử. Đất nước đang thời kỳ đổi mới, quê hương trong vời vợi niềm tin. Từng chặng đường ta đang đi tới, đảng cùng dân vượt mọi gian nan. Luôn nhớ câu việc khó vạn lần, dân với đảng đồng tâm hợp ý. Đảng lãnh đạo chính quyền quản lý, phát huy quyền dân chủ dân bàn. Diệt khẩn trương lũ chuột khoét quan tham, lò đang cháy vẫn cần người giữ lửa. Bắt được bệnh cùng tìm phương cứu chữa, cắt bỏ đi bộ phận nhiễm nếu cần. Đảng vì dân ắt dân tin đảng, đổi mới thêm đảng cầm quyền, phát triển đất nước chính chuyên mạnh giàu.
dấy lên gương sáng làm đầu, đoàn kết vững mạnh, dân giàu nước yên. Cách mạng dân chủ làm nên, theo lời của Bác dạy khuyên năm nào, bua liềm cao ngọn cờ đảo, uy tín quốc tế đã vào tầm cao. Đẩy lên từ những phong trào, quét sạch tham nhũng đưa vào lợi dân, nâng cao đời sống tinh thần, có Nguyễn Phú Trọng chuyên cần vì dân. Quyền lực chắc Bác không ham, tuổi cao sức yếu nếu làm mệt đây, lò thiếu tham nhũng mới xây, vẫn còn nhiều lắm những ngày gian nan. Vẫn còn đấy đó quan tham ẩn mình trúi rúc, gian ngoan chiêu trò. Bác nghĩ ai sẽ đốt lò, sợ cỏ dại lại được cớ mọc đầy. Mong Bác cố gắng ra tay, diệt tham nhũng cho tháng ngày nở hoa. Lòng dân ý đàng nước nhà, dệt non sông bức gấm hoa cho đời. Người muốn nơi đều cảm ơn Bác đàng, con cháu ta nay có sách có trường, ta được đi trên khắp mọi nẻo đường, khắp phố phường thôn bản dập cờ hoa. Bài thơ này chưa phải bản trường ca, ghi cảm xúc với những điều hiện thực. Hơn 70 năm từ trong cực khổ, hiện thực ta đi như một thoại huyền. Đẹp vô cùng quá mưa nắng bao phen, nay tổ quốc đàng hoàng tô đẹp quá. Từ mỗi người đến vùng quê hoa lá, như thiên thần giáng cánh mãi bay lên. Đảng là tiếng nói của dân, niềm tin sức mạnh góp phần dựng xây. Thành đồng tổ quốc hôm nay, nhờ ơn cốt đảng góp xây giữ gìn. Bao mùa xuân Bác đi xa, lời xưa dặn lại từng nhà khắc ghi. Niềm tin với đảng rạng ngời, giữ sao cho sạch con người của mình. Bao năm đảng vẫn trung trinh, vạch ra cương lĩnh tài tình, bám dân, vì nước lên ngàn, dẫu còn đâu đó tham quan cửa quyền. Nhưng lòng dân mãi sắt son, niềm tin với đảng vẫn còn thủy chung. 91 trang sử hào hùng, khát khao ước vọng chúc mừng đảng ta. Muôn dân từ trẻ đến già, một lòng theo đảng hoan ca khải hoàn. Người trong cách mạng thanh liêm chính trực, hết một lòng vì nước vì dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, dựng xây đất nước muôn phần đẹp tươi. Tấm gương Bác người người trong sáng, xé mây mù chói rạng ban mai, đạp bằng trở ngại trong gai, làm trong sạch đảng cho hài lòng dân. Dân và đảng rất cần có Bác, đôi vai gầy vác nặng giang sơn. Suốt đời vì nước vì non, còn giặc tham nhũng ta còn đấu tranh. Vì tổ quốc dân giàu nước mạnh, cần những người hào kiệt tinh anh. Sống dài càng lắm khúc quanh, cuối nguồn trở nặng, trong lành phủ xa. Chúc mừng đại hội thành công, mừng xuân đất nước non sông Thái Hòa. Lòng dân y đàng may lạc, dân giàu nước mạnh, sạch tà quan tham. Vững vàng bờ cõi Việt Nam, muôn đời tổ quốc giang san vững bền. Lấy dân làm gốc làm nền, pháp quyền gắn với giữ nguyên lửa lò. Qua sông chớ vội quên đỏ, chủ trương chính sách sao cho vẹn tròn. Dựng xây gìn giữ nước non, toàn dân theo đảng sắt son đời đời. Quang vinh mãi mãi sáng ngời, đảng luôn sống giữa biển trời lòng dân. Chúc mừng Bác Trọng nước ta, khóa này chống tiếp lại là bí thư. Mặc dù Bác đã chối từ, nhưng vì đất nước cũng như yêu cầu. Tuổi cao sức yếu ốm đau, Bác luôn từ chối yêu cầu xin thôi. Bác nên cố gắng Bác ơi, đảng và nhà nước chúng tôi mong chờ. Theo gương học tập Bác Hồ, lo cho đất nước cơ đồ Việt Nam. Đấu tranh loại bỏ quan tham, làm trong sạch đảng ngày càng tận tâm. Bao nhiêu vùng cấm sai lầm, Bác người gỡ rối quyết tâm vẹn tròn.
trung thành với đảng nước non để hướng thế hệ cháu con soi cùng. Toàn dân toàn đảng chúc mừng Bác Nguyễn Phú Trọng không ngừng phát huy.